Malaysia nhận tổn thất lớn trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Bang Kon có khả năng không thể sử dụng hậu vệ trụ cột Kuzmiyi trong trận gặp Việt Nam do anh đã dính chấn thương ở trận đấu với Myanmar. Đội tuyển Malaysia không thể vui khi cái giá phải trả cho trận thắng 1-0 trên sân của Myanmar khi hậu vệ trụ cột Kuzmiyi dính chấn thương và không thể thi đấu. Theo thông tin của tờ Metro, sau khi kết thúc trận đấu với Myanmar, Kuzmiyi phải dùng nạng để lên xe cùng đồng đội và cho tới nay anh vẫn chưa thể đi lại bình thường. Phát biểu với hãng tin Benama, cầu thủ Sadonaisim Sumaka thừa nhận chấn thương của Kuzmiyi sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển vì cầu thủ 29 tuổi đang là thủ lĩnh hàng thủ. Điều này làm dấy lên những lo ngại hậu vệ trụ cột của đội tuyển Malaysia có thể phải nghỉ hết vòng bảng, thậm chí là tới hết giải. Nếu điều này xảy ra thì đây rõ ràng là một thông tin không vui với đội tuyển Malaysia và cá nhân huấn luyện viên Kim Bang Kon. Ở giải đấu năm nay, ông Kim không có được một đội hình thi đấu mạnh nhất khi có tới 12 cầu thủ trong danh sách triệu tập không thể lên tham gia do những nguyên nhân khác nhau. Điều này khiến Malaysia được xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho mục tiêu chinh phục cúp vàng AFF Cup 2022. Bộ Công an bắt giam phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị khởi tố và bắt tạm giam do có sai phạm liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Ngày 22 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt về tội danh trên còn có ông Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an còn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Bích Hằng, giám đốc công ty cổ phần Vinamichi về tội đưa hối lộ. Đây là diễn biến tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học giáo dục, thạc sĩ toán, thạc sĩ giáo dục học, đại học sư phạm toán. Ông có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục. Năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc. Đến năm 2017 thì giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Tháng 12 năm 2020, ông được bầu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, ông Dũng ban đầu là phó trưởng ban, sau đó là trưởng ban ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, tính đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hơn 30 bị can. Những người này gồm các lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và giám đốc một số doanh nghiệp. Cuối năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân từ vùng dịch trở về quê hương. Theo thời gian, số lượng chuyến bay giải cứu tăng dần, đồng thời cũng xuất hiện nhiều phản ánh về việc giá vé quá cao, thủ tục lại rườm rà. Nhiều người dù rất mong muốn được trở về Việt Nam nhưng vì không đủ khả năng tài chính nên đành chấp nhận ở lại vùng dịch để chờ đợi thêm. Tháng 1 năm 2022, sau nhiều ngày vào cuộc xác minh, Bộ Công an cất lưới, mở đầu cho vụ án tiêu cực gây chấn động dư luận, cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cùng về tội nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định có tới gần 2.000 chuyến bay giải cứu, có chuyến bay sau khi trừ các chi phí số tiền bỏ túi lên đến vài tỷ đồng. Đặc biệt, vụ án xảy ra trong thời gian dài, các bị can đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc. Lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết các bị can trong vụ án đã đưa, nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, con số đưa và nhận cụ thể bao nhiêu thì phải chờ kết quả điều tra chính thức. Các trung tâm đăng kiểm sẽ phát phiếu, hẹn giờ chủ phương tiện để tránh ùn tắc. Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị đăng kiểm nên thực hiện phát phiếu, hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định để tránh ùn tắc. Chiều ngày 22 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại họp báo, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin về tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Theo ông An, vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đình chỉ hoạt động một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, các trung tâm 50, 15D, 50-07 John, 50-10 và 50-17D đúng vào thời điểm cuối năm. Điều này dẫn đến lượng xe đến kiểm định tại các đơn vị tăng cao, gây ùn tắc, một số đơn vị hạn chế nhận xe đến kiểm định. Ông An cho biết, để đáp ứng nhu cầu của người dân, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo duy trì hoạt động ổn định. Nếu lượng phương tiện tăng cao, đơn vị đăng kiểm bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ, thứ Bảy và Chủ nhật. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với phòng PC08 và đội cảnh sát giao thông thành phố hướng dẫn điều tiết giao thông và giải tán ô tô dừng đậu ngay trước các trung tâm đăng kiểm để đảm bảo giao thông qua khu vực được thông thoáng. Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị đăng kiểm tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định để giải quyết nhanh chóng nhu cầu của người dân. Đồng thời, các đơn vị nên thực hiện phát phiếu, hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đã công bố danh sách các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố để tiện tra cứu và lựa chọn đơn vị đăng kiểm, tránh tập quá nhiều tại một đơn vị. Ông Bùi Hòa An khuyến cáo đến các chủ xe, doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, phối hợp với phòng PC08 Công an thành phố và đội cảnh sát giao thông địa phương hướng dẫn điều tiết giao thông và kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nhằm đảm bảo giao thông khu vực trước các trung tâm đăng kiểm thông thoáng. Thông tin về vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho biết, Công an thành phố đang điều tra, làm rõ các sai phạm và các trường hợp tiêu cực trong việc thực hiện đăng kiểm tại các trung tâm. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ đẩy mạnh xử lý các cá nhân vi phạm, đồng thời kiến nghị kiểm tra, thu hồi các giấy kiểm định phương tiện đối với các phương tiện không đủ điều kiện đăng ký lưu hành, Thượng tá Hà cho biết.
Trước Tết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm xe giường nằm lưu thông vào trung tâm. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Hòa An cho biết, Sở đã tổ chức cuộc họp góp ý với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông đối với xe ô tô khách trong khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, ông An cho rằng việc tổ chức hạn chế xe ô tô khách đối với xe ô tô khách trên 30 chỗ lưu thông vào khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là chưa khả thi. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp nhằm tổ chức giao thông đối với loại xe ô tô khách giường nằm. Ông Bùi Hòa An thông tin tại họp báo. Qua đó, Sở Giao thông Vận tải đã tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án hạn chế xe ô tô khách có giường, dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương, Sở sẽ tổ chức triển khai thực hiện trước Tết Nguyên đán. Theo đó, qua quá trình triển khai, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế. VFF bác tin đồn về người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiều ngày 22 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã lên tiếng bác bỏ tin đồn đang đàm phán với huấn luyện viên Philippe Chaussier để thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp là một gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Ông đồng thời cũng là người có bề dày thành tích trong công việc huấn luyện. Huấn luyện viên Philippe Chaussier từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2002. Ông còn là huấn luyện viên hay nhất châu Á năm 2000 sau khi giúp đội tuyển xứ sở mặt trời một vô địch ASEAN Cup. Huấn luyện viên Philippe Chaussier được mời đến giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của trung tâm đào tạo trẻ BVF vào năm 2018. Sau đó, ông kiêm nhiệm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U18, U19 Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 2021, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã chia tay Việt Nam vào năm ngoái. Ngoài huấn luyện viên Philippe Chaussier, thì một loạt ứng viên khác để thay thế vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại sau AFF Cup 2022 cũng được đề cập nhiều trong thời gian qua. Đơn cử như huấn luyện viên Lee Jang-jin, trợ lý số 1 của ông Park 5 năm qua hay huấn luyện viên Kong Okyun, người học trò được ông Park tiến cử cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Kia Atisak của Hoàng Anh Gia Lai cũng là một ứng viên, hợp đồng hiện tại của Jiko Thái và đội bóng Phố Núi cũng sắp đáo hạn. Trước đó có thông tin cho biết, VFF đã nhận được hồ sơ của huấn luyện viên Mark Wilmots, cựu thuyền trưởng đội tuyển Mỹ. Ngoài ra còn có cựu vô địch cúp C1 Robert Rosinecki hay cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran Dragan Kosic. Trong số này, ông Robert Rosinecki là học trò cũ của huấn luyện viên Petrovic, người từng dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa, còn ông Dragan Kosic là người giúp đội tuyển Iran giành vé dự World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định chia tay bóng đá Việt Nam vào tháng 1 năm 2023. Ngay sau giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022, người kế nhiệm chiến lược gia Hàn Quốc chắc chắn cần phải duy trì và phát huy những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Lời khai của dàn lãnh đạo Quân Xanh, Quân đã giúp công ty IC trúng thầu. Giám đốc một số công ty khai rằng do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc chịu sức ép về doanh số, phải kiếm tiền trả lương nhân viên mà chấp thuận làm Quân Xanh, Quân Đỏ cho IC để công ty này trúng một số gói thầu. Sáng ngày 22 tháng 12, Tòa án Nhân dân Hà Nội dành nhiều thời gian xét hỏi nhóm bị cáo là nhân viên công ty IC, đơn vị tư vấn thẩm định trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để công ty IC được tham gia dự thầu và trúng thầu 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập mạng lưới công ty Quân Xanh, Quân Đỏ. Sau đó, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu, làm thủ tục dự thầu cho các công ty này để nộp hồ sơ dự thầu. Một trong số đó là công ty thu nhập thấp do bị cáo Lê Thị Bích Thủy làm giám đốc. Hồ sơ vụ án nêu công ty này đã làm Quân Xanh cho 10 gói thầu, làm Quân Đỏ giúp AIC trúng gói thầu số 73. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại hơn 112 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Thủy thừa nhận thu nhập thấp đồng ý tham gia làm Quân Xanh, Quân Đỏ trong 11 gói thầu. Quá trình điều tra, bị cáo nhận ra sai phạm nhưng cho rằng nhận lời giúp công ty AIC vì thiếu hiểu biết các quy định về đấu thầu. Đồng thời, một phần cũng do sức ép về doanh số để trả lương cho nhân viên nên bị cáo đồng ý làm Quân Xanh cho AIC. Bà Thủy mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết về nhân thân, trong đó có việc chủ động nộp khắc phục 3,5 tỷ đồng để làm căn cứ giảm án khi tuyên phạt. Bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, giám đốc công ty Tạ Thiên Ân cũng thừa nhận được công ty AIC nhờ ký 13 bản báo giá để làm căn cứ xác định giá các chứng thư thẩm định. Theo mức giá của AIC đưa ra, ông Tuấn Anh cho rằng do bản thân không hiểu biết nhiều về đấu thầu nên mới sai phạm. Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động để công ty Tạ Thiên Ân nộp khắc phục 643 triệu đồng. Một bị cáo khác là Nguyễn Văn Bằng, nguyên giám đốc công ty Tâm Hợp cũng thừa nhận cáo trạng truy tố. Ông Bằng trình bày khi công ty AIC nhờ Tâm Hợp giúp đỡ làm Quân Xanh cho gói thầu số 69, bị cáo đã đồng ý, song không biết đây là hành vi trái pháp luật. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết việc giúp AIC làm Quân Xanh là vi phạm các quy định về đấu thầu, gây thiệt hại trên 7,5 tỷ đồng. Bị cáo đã tác động để gia đình nộp khắc phục 500 triệu đồng. Còn bị cáo Nguyễn Thị Dung, cựu giám đốc công ty Medicalso, cũng thừa nhận cáo buộc nhưng viện kiểm sát truy tố nhưng cho rằng hành vi của mình quá nặng. Bị cáo khai sau khi bà Nhàn giới thiệu, Medicalso đã ký hợp đồng chỉ định thầu với chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ở hạng mục tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, đánh giá hồ sơ của ba gói thầu tại bệnh viện. Quá trình thực hiện, bà Dung chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ theo chủ ý của nhà đầu tư, hợp thức ba bên giữa bệnh viện, công ty AIC và công ty Medicalso để thống nhất việc cung cấp cấu hình kỹ thuật và giá thiết bị y tế. Sau đó, hồ sơ này được trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Trình bày trước tòa, bà Dung thừa nhận trách nhiệm khi để nhân viên làm sai, gây thiệt hại 140 tỷ đồng. Quá trình điều tra, người thân của bị cáo đã nộp khắc phục 50 triệu đồng.
Cũng trong sáng nay, 6 bị cáo khác là các cựu lãnh đạo, nhân viên những công ty quân xanh, quân đỏ trong vụ án đều thừa nhận cáo trạng. We'll be right back.